Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để in trang chẵn hoặc là trang lẻ trong Excel cực kỳ đơn giản. Vậy thì khi nào chúng ta cần in trang chẵn hoặc trang lẻ trong Excel? Đó là tùy vào nhu cầu cá nhân của chúng ta. Hoặc là đôi khi máy nó không hỗ trợ in hai mặt. Lúc này thì bạn cần in trang lẻ trước, sau đó lật ngược mặt lại, rồi in trang chẵn sau để đảm bảo thứ tự không bị lộn xộn. Rồi, cái việc in trang trong Excel rất là dễ rồi. Vậy thì tại sao mình lại làm cái video này? Bởi vì trong Excel không hề có tùy chọn in trang chẵn hoặc là trang lẻ. Đây, các bạn có thể kiểm chứng bằng cách là vào File, Print. Như các bạn thấy bảng bên này, không hề có tùy chọn in trang chẵn hoặc là trang lẻ nha. Rồi, vậy thì giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Chúng ta sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ lợi dụng tính năng in trang chẵn hoặc trang lẻ bên trong Word bằng cách là chúng ta sẽ copy cái bảng tính này và mang vào Word thôi. Đầu tiên thì các bạn cần bôi đen cái bảng tính này. Sau đó ấn Ctrl C rồi copy. Rồi bước tiếp theo là các bạn tạo một bảng Word mới. Như đây là mình vừa tạo bảng Word mới nè mọi người. Các bạn ấn chuột phải vào đây và chọn vào icon này để nó in ra bảng tính cho mình nha. Và sau khi mang bảng tính từ Excel qua Word á, nó sẽ không được chuẩn cái format cho lắm. Cho nên là các bạn rê chuột lại gần cái mũi tên 4 chiều này nè. Bấm chuột phải vào đây và chọn Auto Fit như này. Sau đó là chọn là Auto Fit to Window. Như vậy là bảng tính của chúng ta đã được in theo rất là rõ ràng rồi nè mọi người. Đó. Rồi. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ in ra thôi. Các bạn chọn vào File, kéo xuống đây và chọn Print. Thì đầu tiên các bạn cần chỉnh định dạng lại là A4 nè. Đó. Sau đó trong phần setting phần này, các bạn ấn vào đây và chọn một trong hai option là Only Print Off Page và Only Print Event Page. Thì cái ý nghĩa của hai dòng này là off là số lẻ. Khi mà các bạn chọn vào đây, các bạn sẽ chỉ in trang lẻ thôi. Hoặc là khi các bạn chọn vào phần dưới này, thì các bạn sẽ chọn là in trang chẵn nha. Ở đây mình sẽ chọn là trang lẻ, bấm OK. Rồi như vậy là xong rồi đó, các bạn có thể hoàn toàn in chỉ trang lẻ hoặc là trang chẵn bằng Word. Đó là xong cách thứ nhất. Quay trở lại bảng tính Excel, cách thứ hai mà mình muốn nói đến ở đây á là chúng ta sẽ lợi dụng tính năng in trang chẵn hoặc trang lẻ bên trong phần mềm lập file PDF. Thì bước đầu tiên các bạn cần lưu cái trang tính này bằng cái đuôi là PDF. Các bạn vào file Save As. Trong mục này, các bạn ấn vào đây và chọn vào phần PDF cho mình nha. Tức là chúng ta sẽ chọn cái đuôi chấm PDF cho cái file Excel này. Rồi, các bạn cứ chọn đường dẫn và lưu thôi. Rồi, sau khi lưu xong á, các bạn chỉ cần mở cái file PDF này bằng cái phần mềm đọc file PDF nha. Ở đây, mình đã mở file bằng phần mềm Foxit PDF Reader. Rồi, bước này thì các bạn chỉ còn in ra nữa là xong rồi mọi người. Các bạn chọn vào File, Print. Đây, trong một subset này, các bạn chọn vào đây. Và vẫn sẽ có hai option các bạn lựa chọn là in trang lẻ là Off Page Only và in trang chẵn Event Page Only. Hồi nãy mình đã chọn in trang lẻ rồi, bây giờ mình sẽ chọn là in trang chẵn nha. Rồi, như vậy là xong rồi đó mọi người. Bấm OK nữa là mình chỉ cần in ra thôi. Dễ mà đúng không? Thì qua video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách để mà mình có thể in trang chẵn hoặc là trang lẻ trong bảng tính Excel siêu đơn giản luôn. Chúc các bạn làm thành công nha.